Vâng, xin mến mến chào quý anh em nhé. Trên màn hình anh em đang xem đây là một chiếc Zippo cao cấp và hàng này là hàng xuất Nhật anh em nhé. Chủ đề về một con cá cá này là cá sấu anh em nhé. Cá sấu nhưng mà rất là đẹp. Cái này là hàng khắc chìm ăn mòn axit trên cái nền của cây Amo anh em nhé. Thì mình sẽ lấy ra và mình giới thiệu luôn cho anh em. Thì cái hộp nó đựng như thế này. Đây, cái hộp này thì rất là quen thuộc rồi anh em nhé. Cây này á mà anh em dùng thì cứ yên tâm về cái độ bền của nó đi anh em nhé. Còn anh em hỏi có mòn được cái hình này không thì mình cam đoan với anh em là không bao giờ có thể mòn được cái hình này anh em nhé, không thể mòn được. Anh em dùng năm bể năm, thậm chí càng vài chục năm cũng không thể mòn được hình này anh em nhé, tại vì nó khắc rất là sâu đấy, có cái khắc chìm vào làm cho những cái vân này nổi lên anh em nhé. Khắc đây là khắc nguyên bản theo công nghệ ăn mòn axit anh em nhé. Đấy, nó khắc những cái viền đen đen này là khắc chìm xuống bằng ăn mòn axit, còn những cái màu vàng này là nó nổi cục lên đấy, trên con cá sấu như thế này cũng thấy nó nổi cục lên, thì chỗ nào nổi lên là nổi, còn chỗ nào đen nên là khắc chìm xuống anh em nhé. Thì mặt trước có hình con cá đấy, rất là đẹp. Cái mẫu này thì trên thị trường cũng khá là hiếm anh em nhé. Đấy, cái cây này thì mình cũng đã theo dõi cũng khá là lâu rồi, tầm khoảng một thời gian dài sau đấy mình mới quyết định mình nhập về cho anh em chơi nhé. Đấy, phần thân và phần nắp cây này thì cũng rất là kín đấy. Bản lề của nó thì có 5 chấu, mà cạnh mặt sau thì nó có vân vân như thế này anh em nhé. Vân như này là nó cũng làm theo cái vân của bên cái cạnh hai bên hông của con cá sấu anh em nhé, hai bên hông của con cá sấu, còn mặt sau thì nó cũng có vân vân. Đấy, vân này thì nó làm giống như kiểu vân bụng của con cá sấu anh em nhé. Đấy, nó thiết kế cũng khá là ấn tượng. Ví dụ như này, trên đây là trên cạnh lưng, còn hai bên đây là hai bên bụng, hai bên hông, còn đây là cạnh bụng. Đây thì như thế, rất là đẹp. Về cái bản lề này thì nó là bằng niken anh em nhé, có 5 chấu đều tròn và những cái chấu này thì rất là bền. Đấy, anh em mua về anh em cứ như thế dùng thôi anh em nhé, chứ anh em cũng không nên lấy kìm lấy các kiểu để bóp vào, cẩn thận nó gãy. Trong trường hợp mà nếu mà nó gãy thì anh em đi thay chỗ khác thì mất tầm khoảng 250 nghìn anh em nhé. Đấy, còn nếu như anh em dùng hàng của shop mà bị gãy bản lề này, hy hữu lắm thì mới gãy thôi. Ngày shop mình bán bây giờ là hơn 5 năm rồi, gần 6 năm rồi, thì nếu mà để mà gãy bán lề này chắc chưa đến 10 cây anh em nhé. Mình bảo hành cái gãy bán lề thì chưa chắc, thì không đến 10 cây đâu, còn nó vẫn có thể bong cái mối hàn trên đây. Bong mối hàn đây thì nó cũng có bong nhưng nó hiếm, cũng rất là hiếm. Nếu mà trong trường hợp bong mối hàn thì shop sẽ hàn miễn phí anh em nhé, không mất tiền. Còn gãy cái bán lề này thì anh em mua cái bán lề mới tầm khoảng 100.000 gì đấy thì shop sẽ thay miễn phí công cho anh em. Ok, mỗi lần châm xăng thì cái này dùng tầm khoảng một tuần lễ anh em nhé. Cá biệt có nhiều trường hợp có khách mình dùng đến 12 ngày anh em nhé, 12 ngày. Đấy, dùng 10 ngày mà vẫn đang còn xăng đấy. Về cái mộc đáy của nó là mộc đáy lồi, đấy, nó được sản xuất vào năm 2022 đấy anh em nhé. Đấy, rất là rõ ràng và chi tiết mộc đáy của những cây Amor. Cây này thì rất là bền rồi. Shop sẽ bảo hành nên là anh em mua hàng bên shop Zipman là cứ yên tâm nhé. Đấy, tiện đây thì anh em cho shop xin một đăng ký kênh và một like video nhé. Anh em đăng ký kênh thì khi nào mà anh em thấy cái mẫu đẹp thì anh em sẽ là được người xem đầu tiên và anh em có thể chốt luôn anh em nhé. Chứ có một số khách là khi mà mua xong muốn mua thì cũng hết hàng. Shop mình thì bán rất là nhiều mẫu anh em nhé, nên là cứ mỗi mẫu là mình nhập số lượng cũng không phải là quá nhiều anh em nhé. Có những mẫu mình chỉ nhập 2 cây thôi, có những mẫu mình nhập mấy chục cây. Tuy nhiên là do mình có cả hàng nghìn mẫu anh em nhé, hàng nghìn thì nói hơi quá nhưng mà cũng phải mấy trăm mẫu ấy. Anh em thích thì cứ lên Google và chữ Zipman nhé, Zipman.vn là xem được các mẫu của shop. Đấy, cái âm thanh của sản phẩm này thì như thế này cũng rất là ok. Còn về dòng là dòng Amo, nó thiên về cái độ dày của sản phẩm hơn anh em nhé, độ dày độ bền, chứ nó cũng không thiên về cái âm thanh nhiều. Đấy, nó rất là cứng cáp rồi này. Bóp này nó chỉ xê dịch nhẹ này, mình bóp rất là khỏe luôn nhé. Đấy, xong thả là nó lại hồi lại thôi. Đấy, còn những cái cây mà hàng phổ thông mà anh em bóp như thế này là có thể là nó bị móp luôn đấy. Màu rất là đẹp, màu như một thỏi vàng luôn anh em nhé. Cái ruột của sản phẩm thì được làm bằng thép chuyên dụng không gỉ anh em nhé, sau đó mạ xi vàng lên. Đấy, còn những chiếc Zippo chính hãng thì cổ đá luôn là cái này này, luôn cao tròn và đều. Bánh xe thì cắt xéo sâu, đây, rất là sắc sảo luôn. Hiện tại trên thị trường mình thấy là những cái mẫu Zippo nó làm super fake luôn anh em nhé, làm fake rất là cao cấp rồi. Đấy, phải những người nào mà tính
chơi nhiều hoặc là biết cách phân biệt thật giá thật là chuẩn thì mới có thể phân biệt được. Đấy nên là anh em mua hàng á thì anh em phải phải chú ý cái vấn đề đấy anh em nhé. Hoặc là nếu anh em cần thiết thì anh em cứ lên Google anh em gõ chữ zip à quên mình xin lỗi, gõ chữ phân biệt thật giá hoặc là các cái chủ đề liên quan đến phân biệt Zippo thật giá nhé, thì anh em cứ đọc đọc thông tin ở trên đấy rồi anh em nhận xét ra được cái Zippo nào là thật, cái Zippo nào giả, thì lúc đó anh em mua hàng trên mạng rất là dễ dàng. Hoặc không là anh em tin tưởng một cái shop nào đấy ở ở trên không gian mạng anh em nhé. Đấy, trên mình thấy thì rất là nhiều shop họ bán hàng uy tín anh em nhé, và cũng rất là nhiều shop bán hàng thật luôn chứ không phải là chỗ nào cũng bán hàng giả không đâu. Đấy, anh em cứ thích shop nào thì anh em mua, miễn là shop đấy uy tín là được. Còn nếu anh em mà kết shop shipment thì cũng có thể là tham khảo sản phẩm bên shop nhé. Ok, cái cây này thì mã số mình đánh dấu trên đây rồi. Mã số của nó là ZA67 anh em nhé, ZA67. Và giá của một cái cây Zippo cao cấp này thì hiện tại shop đang phân phối giá chỉ là 1 triệu 400 nghìn đồng thôi anh em nhé, 1 triệu 400 nghìn. Đấy, hiện tại shop ship COD, hàng đến nơi anh em được kiểm tra hàng, đúng hàng rồi em mới nhận và thanh toán tiền sau thôi anh em nhé. Vâng, em xem video cho shop xin một đăng ký kênh nhé. Mình chào tạm biệt.